Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể kiểm tra một cái iPhone cũ trước khi các bạn mua nhé. Rồi, bước đầu tiên thì những cách này đều là cách mà thông qua kinh nghiệm của mình khi mua sắm cũng như là mua những chiếc iPhone cũ và có thể áp dụng được cho một số cái thủ thuật dành cho Android luôn ha. Đầu tiên thì mình để check xem là cái sản phẩm này có phải là iPhone thật hay không, thì thường mình sẽ làm một cái thao tác, đó chính là kết nối vào Wi-Fi, sau đó lên website chính thức của Apple. Hãy nhớ nha, cứ vô website chính thức của Apple là chắc chắn nhất. Thì ở mục này chúng ta sẽ có phần check. Đó, chúng ta thấy không? Nhập số seri là bao gồm những chữ số. Đây, các bạn vào cài đặt, xong cài đặt chung. Rồi chọn phần giới thiệu. Ở đây sẽ có là mục seri nè. Sau đó các bạn sẽ đánh một cái mã code mà phía dưới để nó xác định, xác nhận cho bạn. D6L đấy. Đấy, khi mà mình đã bấm xong, đó, thì nó sẽ check ra cho mình thì cái iPhone mình đang cầm trên tay là iPhone 6S, thì chứng thực được là cái iPhone này đúng là sản phẩm của Apple. Và cái số email đấy các bạn nha, check cả trên đây, check cả trong thao tác này bằng cách là bấm cuộc gọi sao thăng 06 thăng. Đó, có thể check email hoặc là check email trong cả cài đặt luôn thì đều được hết. Và sau khi check hết tất cả những thông tin đó, các bạn hãy cố gắng là nhớ 4 số cuối hoặc 5 số cuối. Để sau đó chúng ta làm gì? Thì mình sẽ đối chiếu những cái số email đó vào cái phần gọi sau để xem rằng là chiếc iPhone đó có trùng với lại số email hay không. Và bước tiếp theo thì chúng ta nên giữ nhẹ một cái icon trên màn hình. Đó, chỗ nào bị liệt á là nó sẽ ra ngay. Đó, khi mà mình xoay cái biểu tượng này ở mọi nơi, nếu chỗ đó nó bị khựng lại hoặc là nó mất đi cái chữ rung này nữa thì đồng nghĩa với việc là chỗ đó nó đã bị liệt rồi, thì chúng ta sẽ suy nghĩ rằng là không nên mua cái máy đó luôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói thêm gì, đó chính là đèn flash. Với đèn flash này thì mình sẽ thường chụp liên tục và chụp thường xuyên. Các bạn biết tại sao không? Tại vì đối với những cái máy mà bị tình trạng là chai pin hao pin á, thì khi chụp đèn flash nhấp nháy liên tục như nè, khoảng từ 5 đến 6 tấm ảnh liên tục là tự động cái máy nó khởi động lại liền luôn á. Thì đây là cái cách mà giúp các bạn có thể xem được là phần pin, chăm pin của nó có tốt hay không. Và vào phần camera này mình sẽ có điểm hay để các bạn cùng nói đây. Đó chính là đối với những thiết bị là iPhone 6S thì chúng ta sẽ có live photo nè. Nhưng nếu mà người dùng hoặc là người bán cho bạn họ không có tương tâm thì họ sẽ bán cho bạn một cái sản phẩm là iPhone 6 nhưng được thay vỏ 6S, thì nó sẽ không có mục này và còn thêm một phần kiểm định nữa. Đó chính là ở camera trước thì chiếc 6S này còn có khả năng là bật đèn flash bằng cách làm sáng màn hình, thì với iPhone 6 thì cái điều này không có nha. Nên các bạn hãy nhớ rõ và có thể kiểm tra một cách rõ ràng nhất. Và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra, đó chính là Body Touch đối với những thiết bị từ 6S trở lên. iPhone 6 thì không cần quan tâm. Rồi, một điểm nữa mình muốn kiểm tra cho các bạn, đó chính là điểm chết của màn hình. Với các bạn á, thì mình nghe là các bạn sẽ chụp bức hình, sẽ gọi là đau cái tấm hình màu đen. Nhưng với mình đơn giản lắm, chúng ta hãy để cái máy xuống đất và sẽ để ở che lại camera và tắt đèn flash đi. Nhớ hãy tắt đèn flash nha, chúng ta chụp một tấm hình. Đó, vậy là chúng ta có một cái màn hình đen, cần gì phải gọi là download cho mất thời gian. Thì ở phần màn hình đen này á, nếu chúng ta sẽ che lại ở những phần góc, nếu nó bị hở sáng thì rõ ràng chúng ta đã thấy rồi đó, là cái máy này đã bị thay màn hình, hoặc đơn giản là nó đã bị thay tấm kính rồi. Đó, hoặc là điểm chết, hoặc là điểm đốm, tất cả đều thể hiện trên cái màn hình trên đây. Và ngoài ra thì các bạn nên bước vào những cái mục màu trắng để xem rằng phía dưới tấm phản quang có những đốm, đốm sáng hay không. Tại vì ở phía dưới tấm pin là tấm panel màn hình của chiếc iPhone thì sẽ có một cái tấm phim, mà tấm phim này khi đã bị thay thế thì nó sẽ hay có tình trạng là bị đốm. Rồi để ý những cái phần góc phía trên xem nó có bị vàng hay không, thì đó là cách mà mình kiểm tra màn hình. Hãy nhớ kỹ những thao tác ở trên nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu một cái nữa, đó chính là kiểm tra phần trăm pin. Thì thông thường kiểm tra phần trăm pin thì mình sẽ làm một cách, đó là camera. Còn lại là gì nữa? Chúng ta sẽ vào phần cài đặt, sau đó chọn vị trí pin, bật cái phần trăm này lên. Sau đó chúng ta sẽ làm thao tác, đó chính là reset nhanh chiếc máy bằng hai phím, đó là phím nguồn và phím home. Để khoảng 10 giây thì máy sẽ tự động tắt nguồn và khởi động lại. Và hồi nãy các bạn nhớ nha, là phần trăm pin là 42%, và mình sẽ tiếp tục khởi động nguồn chiếc máy lại. Rồi, khi mà khởi động nguồn chiếc máy lại thì chúng ta sẽ có gì? Đó chính là phần trăm pin nó có thay đổi hay không. Nếu thay đổi quá khoảng tầm từ 5 đến 10% thì rõ ràng là các bạn biết là cục pin nó bị chai rồi đó. Còn nếu mà nó bị thay đổi khoảng tầm từ 1 đến 2% thì ok, điều đó là mình có thể chấp nhận được, bởi vì nó không phải là
bị chai pin mà trong quá trình khởi động thì cái viên pin nó sẽ hao hơn một chút so với thông thường đó, các bạn thấy không? Đối với cái máy này nó còn tốt đến mức mà vẫn có giữ được mức là 42% đó, hoàn toàn là hợp lý. Rồi sau hơn những điều đó thì chúng ta nên hỏi kỹ về cái việc gọi là bảo hành của chiếc máy, và như là bảo hành bao nhiêu lâu, đổi mới trong bao lâu. Chúng ta hãy kiểm tra thêm những phần như là loa, sạc, cáp, thì cái điều này mình sẽ không hướng dẫn các bạn để kiểm tra, bởi đơn giản là chỉ cần nghe nhạc thử xem có bị rè hay không, nghe loa trong nghe gọn có được hay không, hoặc là cắm dây tai nghe 3.5 rồi cắm sạc thử có được hay không, và cảm biến nhớ vân tay có được hay không, thì những cái điều đó mình nghĩ là quá đơn giản nên mình chỉ hướng dẫn các bạn những cái thủ thuật mà mình thường hay dùng để test một chiếc máy iPhone. Có một điều rằng một số bạn thì đang bán cái iPhone lock dễ dùng sim ghép thì sẽ biến thành iPhone quốc tế bằng cách câu sim ghép phía trong, các bạn hãy cẩn thận nhất điều này nha. Thì với cái cách này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong những video lần sau. Còn một cách nữa để các bạn biết rằng cái màn hình này có bị thay thế chưa, đó chính là các bạn hãy mở khay sim ra và chúng ta sẽ có gì, không phải là email đâu. Rồi sau khi mở khay sim ra thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra xem là trong phần khay sim nó có bị hở sáng hay không, bởi vì khi mà tháo cái màn hình này ra hoặc là sửa chữa một phần gì bên trong thì khay sim sẽ bị hở và nó sẽ bị gọi là hắt sáng ra tới gần khay sim luôn. Thì đây là cũng là cách để các bạn có thể kiểm tra được là cái máy iPhone của các bạn chuẩn bị mua nó có zin hay không nha, hãy nhớ rõ những điều đó. Còn trên khay sim thì hiện tại là vẫn có email, hãy check luôn phần này nếu các bạn có thời gian, chứ thực ra khay sim này mình cũng thấy không quan trọng lắm, bởi vì chỉ cần men tốt là được rồi. Và đặc biệt á, nếu các bạn chưa mua sản phẩm hay là chưa chuẩn bị mua sản phẩm, hãy share lại thì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ cần thủ thuật này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hãy subscribe kênh YouTube của Thủ thuật Oba nhé.